Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2019. Cơ sở chúng em chia sẻ cho mọi người những cái loại lan mới và có một số loại lan lạ mà em mới cập nhật trong ngày hôm nay. Thì đấy, trước khi đi vào giới thiệu các mặt hàng lan chia sẻ cho mọi người, em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102. Và có thêm một số nữa để tránh trường hợp các bạn gọi máy bận thì hãy gọi sang số 0967615815 nhé các bạn nhé. Đó, là em mới cập nhật thêm cái số là 0967615815 là cái số mà cơ sở chúng em mới cập nhật thêm vào để tránh những trường hợp mà các bạn gọi trùng cuộc gọi mà báo máy bận nhé. Thì đó, và rồi em sẽ đi vào chi tiết báo giá từng loại luôn cho các bạn. Và giá em báo đề xuất ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ gửi hàng đi khắp toàn quốc cho các bạn, và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp với bên giao hàng tận nơi cho các bạn ạ. Và như các bạn đang thấy đây, số lượng lan em về cực kỳ là nhiều, và một số mặt hàng thì đã hết hàng để chỉ đủ để em trả đơn trong ngày hôm nay, và còn một số mặt hàng thì vẫn còn với cái số lượng là thoải mái để các bạn đặt hàng nhé các bạn nhé. Đó, và đây em đi vào báo giá luôn từng loại cho các bạn. Ở đây là sóc tím rừng Lào này thì bây giờ đang mùa nụ, nhưng mà chắc là em đang có khách chốt hết rồi. Sóc tím thì có giá là 150.000 một kg thôi, nhưng mà em hết hàng này. Ở đây thì em có trầm Myanmar nhé các bạn nhé. Trầm Myanmar em có phân ra hai loại này. Loại trầm giống là sẽ có thân gãy và cây nhỏ nhé các bạn nhé. Thì có giá là 650.000 một kg. Còn đây là trầm Myanmar loại hàng đẹp thì thân tơ đầy đủ nhé các bạn nhé. Đó, thân tơ đầy đủ không hề bị dập gãy nhé. Thì cái trầm Myanmar thì bây giờ cũng đang chuẩn bị là sưng nụ rồi các bạn ạ. Đấy, những cái thân này đây thì chỉ cần sau 1-2 tuần nữa thôi thì cây sẽ bắt đầu lại sưng nụ nhé các bạn nhé. Đó, thì trầm Myanmar có giá là 750.000 một kg nhé các bạn. Đấy, như ở đây đây em có thấy là một thân đây nó sưng nụ ở đây, nhưng mà thân này bị gãy này thì em cho vào hàng rỗng nhé. Đấy, 750.000 một kg ạ. Và còn đây là hương rừng, hoàng thảo hương rừng này có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Hoàng thảo hương rừng ạ, 220.000 một kg, nhìn nó khô khô vậy thôi nhưng mà về chúng ta chăm sóc những cái mầm cây tơ này nhé các bạn nhé. Những cái mầm cây tơ đang lên rất là nhiều ạ. Đấy, những cái mầm cây tơ lên chi chít luôn các bạn ạ. Còn đây là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu có giá là 300.000 một kg ạ. Đấy, ý thảo ba màu mặt bông này. Bây giờ cũng đang là mùa cuối mùa hoa rồi, cây hoa đang tàn nhé các bạn nhé. Đấy, 300.000 một kg đấy ạ. Và còn đây là Vanda hương chanh. Vanda hương chanh thì hoa cực kỳ là thơm và cực kỳ dễ thuần các bạn ạ. Cây chúng ta ghép vào gỗ nhé các bạn nhé. Đấy, có những cây rất sai hoa. Bây giờ đang là cuối mùa hoa của dòng này rồi, nên là bây giờ chỉ là mùa ghép thôi. Đấy, màu hoa đỏ này và màu hoa nâu này nhớ các bạn nhé. Đấy, cái dáng hương Vanda hương chanh này có giá là 150.000 một kg này. Và còn đây là hoàng thảo trúc đen. Trúc đen thì có giá là 150.000 một kg nữa các bạn ạ. Loại cây này chúng ta trồng cây làm kiểng và được xem cả hoa. Đấy, bây giờ cây thì vẫn còn đang nụ như thế này đây các bạn ạ. Đấy, nụ rất là nhiều, nhưng lúc vận chuyển là những cái nụ này bị rụng bớt các bạn ạ. Nên là rất là tiếc. Đấy, những cái nụ đây. Hoa màu vàng nhé các bạn nhé, rất là đẹp luôn ạ.
Các bạn search hoàng thảo trúc đen, ở trên mạng sẽ tìm thấy những cái giỏ lan trúc đen mà họ trồng vào những cái chậu sứ cao, nhìn rất là đẹp, mà chỉ có giá rất rẻ, 150.000 1 kg thôi ạ. Và còn đây là ký địa lan mạc diệp, một dòng lan cũng rất đáng để chúng ta sưu tầm. Đấy, cái này em bán chia sẻ cho mọi người, mỗi củ như này là 20.000 nhé các bạn nhé. Nó sẽ gồm có một củ già và một củ tơ để đảm bảo cho cây nó phát triển khỏe mạnh nhé các bạn nhé. Đấy, 20.000 một củ như thế này đó. Và những cái củ nhỏ nhỏ thì là 10.000 một củ nhé các bạn nhé. Đấy, đây lác đác có một vài củ nhỏ nhỏ thôi, củ nhỏ có rất ít thôi các bạn, toàn củ to. Cái lan mạc diệp này bây giờ cũng đang là mùa hoa của cây lan và hoa rất là thơm nhé các bạn nhé. Nhưng mà lúc vận chuyển là những cái vòi hoa này rất là dài, nó đã bị gãy các bạn ạ. Đấy, những cái vòi hoa rất dài luôn, nó cao dài để phải đến 1 mét các bạn ạ. Và còn đây là cái hoàng thảo tam bảo sắc và có lẫn cả cái Henry các bạn ạ. Những cái thân xanh xanh này là của Henry này đó. Cái này thì 250.000 1 kg các bạn ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc hoa cực kỳ rực rỡ nhá các bạn nhé. Đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi đấy ạ. Cây cũng đang chuẩn bị sưng nụ nhá các bạn. Và còn đây là cái lan rất là lạ đây. Cái lan dáng hương miệng kín. Cái cây này thì lá khá là giòn nên là lúc khai thác về lá nó gãy đôi chút. Cây lá xếp cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và cây nó rất giống cây cáo nhá các bạn nhé. Đó. Tên đầy đủ của nó là dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Dòng này thì trên thị trường thì từ trước tới giờ vẫn chưa có ai bán đâu nhé các bạn. Đấy, nên là một loại lan để chúng ta sưu tầm rất là đẹp luôn ạ. Cái này chúng chủ yếu chơi lá và hoa của nó không không được to mấy đâu, nhưng mà cây rất là đẹp ạ. Có giá rất là rẻ, 100.000 1 kg thôi này. Đó. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc nhé các bạn. Hoàng thảo ý ngọc thì bây giờ đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Nụ chi chít luôn rồi các bạn ơi. Đó. Thân nào cũng đang có nụ nhé các bạn nhé. Như thân này đây thì lác đác đang sưng nhé. Đó. Đấy. Cái này thì đảm bảo cho các bạn chơi hoa luôn mùa sắp tới. Tại vì những cái nụ nó còn ngắn ngắn như vậy thì nó sẽ không bị gãy đâu các bạn ạ. Hoàng thảo ý ngọc có giá 300.000 1 kg. Thời gian này thì hoàng thảo ý ngọc thì khá là khan hàng các bạn ạ. Gần như là không có hàng luôn. Thỉnh thoảng thì về được độ 5-7 cân. Đó, không có nhiều. Đấy. Ý ngọc có giá 300.000 1 kg nhé. Còn đây là kim việt nhựa. Kim việt nhựa thì đây. Ở đây có những bó như này, mỗi bó là 50.000 một bó chứ các bạn nhé. 50k một bó thôi, cực kỳ là rẻ. Đấy. Và các bạn nào lấy số lượng nhiều thì lấy bằng tính bằng kg thì 200.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Mặt bông kim tiệp nhựa màu vàng rực đấy ạ, rất là thơm các bạn ạ. Đấy. Cánh bóng như là nhựa luôn ạ. Đúng như cái tên đúng nghĩa của nó. Và còn đây là hạc vĩ Lào nhé các bạn nhé. Hạc vĩ Lào đây. Lô hạc vĩ Lào mới từ rừng về vẫn còn cả lá này, lác đác vẫn còn cả lá nhé các bạn nhé. Đấy. Hạc vĩ Lào có giá là 200.000 1 kg. Nhớ các bạn, 200.000 1 kg hạc vĩ Lào ạ. Và còn đây là lan đùi gà. Lan đùi gà loại hàng này thì không được đẹp mấy rồi các bạn ạ. Loại hàng này thì nó nhìn nó hơi xấu xấu sơ sát. Nhưng mà tối nay em sẽ, sáng mai, mai em sẽ cập nhật về hơn một tạ lan đùi gà hàng đẹp luôn. Nên là cái lan hàng đẹp thì tất nhiên thì nó sẽ có giá từ 230.000 đến 250.000 1 kg cơ. Đấy. Và còn cái loại hàng này xấu xấu thì em bán giá là 180.000 1 kg này. Đó. Em bán giá hàng sống thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Đảm bảo đầy đủ thân tơ gửi cho các bạn nhé. Có thân tơ này. Đấy. Đảm bảo đầy đủ thân tơ nhé các bạn nhé. Và cây đảm bảo trồng lên mầm. Như ở đây thì bây giờ cũng đang là mùa hoa của lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì bây giờ đang mùa hoa rất là rộ rồi các bạn ạ. Hoa rất là tím.
Và năm nay thì hoặc thảo đuôi gà cũng trốn hoa khá là nhiều nên là hoa rất là ít. Tình hình mà trốn hoa như này sang năm chúng ta chơi hoa là cực kỳ là rộ hoa luôn. Đấy, hoa nở sẽ rất là nhiều luôn. Đấy, cái phần hàng này thì em bán theo giá hàng giống là 180.000 1 kg nhé. Và còn đây là Lana trồn trắng rừng Lào nhé các bạn nhé. Trồn trắng rừng Lào có giá 180.000 1 kg ạ. Trồn trắng rừng Lào với trồn trắng Bắc thì hoa nó không khác gì nhau đâu, chẳng qua là nó chỉ khác về cây lá thôi. Cây lá thì nó sẽ nhìn nó sẽ lá nhỏ hơn là hàng Bắc nhé các bạn nhé. Tình trạng thì bây giờ cây cũng đang lên mầm thôi. Đang lên mầm nụ đây. Đấy, những cái mầm nụ đang khép nép ở dưới lá, cái lá này. Đó, trắng trắng ở ngay 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 cái lá khô này nhá. Đấy. Đó, 180.000 1 kg đấy ạ. Và còn đây là giáng hương. Giáng hương này, giáng hương miền Trung nhá các bạn nhá. Giáng hương miền Trung thì nó cây nó xếp rất là đẹp luôn ạ. Và bây giờ cây đang nụ như này nhá các bạn nhá. Cây đang nụ đấy ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Lô hàng cực kỳ là ưng ý. Đấy, đang nụ đây. Giáng hương tam bảo sắc miền Trung, hoa cực kỳ là thơm luôn ạ. Có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn loại hàng của Tây Bắc thì nó chỉ dao động độ khoảng 150 đến 200.000 1 kg thôi. Đấy, nhưng mà cái loại hàng miền Trung thì cây nó xếp đẹp. Như cây này đây thì bị đang mọc nối hai con nữa này. Đấy. Và cũng đang có vòi nụ ở dưới ké lá nhá các bạn nhá, rất đẹp luôn ạ. Như cây này thì chắc là bị cụt ngọn mẹ nên là nó đang đẻ nổi hai cái con đấy. Còn đây là kim việt nhựa, cái này là kim việt nhựa giá rẻ nhá các bạn nhá, kim việt nhựa giá rẻ. Em xin lỗi các bạn, đây là kim việt xuân nhá các bạn. Đấy, hôm nay em lại báo nhầm cả tên lan như này thì chết chết. Kim Điệp Xuân giá rẻ này 120.000 1 kg rồi này các bạn ơi. Đấy, Kim Điệp Xuân thì bây giờ đã hết mùa hoa nhé các bạn. Thì bây giờ chúng ta chỉ lấy về nuôi những cái mầm gốc. Đấy, những cái mầm gốc đang sưng trắng toát đây. Về chúng ta nuôi những mầm gốc này để sang năm chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì chúng em hôm qua chúng em đã nhận đơn và đang nợ khách rồi này. Kiều vàng có giá là 180.000 1 kg thôi. Nhưng mà khách chốt hết hàng rồi các bạn ạ. Chắc em không nhận được thêm nữa. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì cũng đang là mùa hoa. Sơn thủy tiên năm nay á thì đây có những vòi nụ rất dài như này. Nhưng mà những cái nụ của nó lúc vận chuyển là bị hỏng hết các bạn ạ. Rất là tiếc luôn ạ. Đấy, như đây chỉ còn 1-2 bông. Còn đây thì những cái nụ thì bị hỏng hết rồi đấy. Đấy. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 1 kg ạ. Lô hàng này rất là đều và đẹp luôn ạ. Đó. Và còn đây là long tu. Long tu còn long tu hàng giống thôi các bạn. Mai em mới có loại hàng đẹp về. Nên là cái loại hàng đẹp ấy thì có giá là 280.000 1 kg, nhưng loại hàng giống này chỉ có giá là 220.000 1 kg thôi các bạn ạ. Loại hàng giống này thì cây nó ngắn rưỡi 20 cm trở xuống thôi. Đấy. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc đây. Đấy. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 1 kg. Các bạn ạ. Đó. Hoàng phi hạc nhà em thì bây giờ cây đã xuống hết lá nên là rất dôi về kg. Đấy, rất dôi về kg để các bạn trồng. Và bây giờ chúng ta nuôi những mầm cây con này để sắp sang năm là chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Hoàng phi hạc mới tàn hoa mùa này. Hoàng phi hạc thì rất là dòng hoàng thảo rất là dễ trồng, cực kỳ dễ trồng. Nó nằm trong top 10 những cái loại lan mà dễ trồng nhất đấy. Để đâu cũng sống mà để đâu cũng ấy. Tình trạng cây này lên mầm như này và đang ra rễ rồi nhá các bạn nhá. Đang bắt đầu mùa bắn rễ rồi nên là chúng ta nên mua sớm. Mua muộn quá thì rễ nó bị rụt rễ thì cây sẽ yếu nha các bạn nhá. Còn đây là lan chuối ngọc. Lan chuối ngọc bán xả hàng nhớ các bạn nhá. Lan chuối ngọc bán xả hàng theo giá hàng giống để cho vào vườn và
các bạn lấy về ghép thuần. Cây thì tình trạng cây thì bây giờ đang lên mầm như này rồi, cây mới tàn mùa hoa nhé các bạn nhá. Đây những cái mầm đang như bắt đầu nhú 2 đến 3 xanh kia rồi. Đấy. Chuối ngọc có giá cực kỳ là rẻ, 130.000 1 kg thôi các bạn ạ. 130.000 1 kg ạ. Còn đây là ngọc thạch rừng Lào nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào cây rất mảnh, nhưng mà ngọc thạch rừng Lào thì em đảm bảo chuẩn hàng rừng ba, chuẩn hoa ba màu cho các bạn luôn này. Đấy, gồm có màu tím, màu trắng, màu vàng nhé các bạn nhá. Ngọc thạch ba màu rừng Lào ạ, chuẩn hàng ba màu luôn ạ. Đấy, còn ở trên này đây thì ngọc thạch rừng Bắc chúng ta, rừng Bắc Việt Nam chúng ta đấy ạ, rừng Lai Châu Điện Biên đấy ạ. Nhưng mà dòng này thì nó sẽ có lẫn lộn hai màu, và hai màu lẫn lộn nhau nhá các bạn nhá. Đấy, nó sẽ có lẫn lộn hai màu và ba màu nhá. Thì cái ngọc thạch Bắc này thì cây nó vẫn chưa có nụ đâu các bạn ạ. Bây giờ lác đác một vài thân là đang sưng nụ thôi. Như những thân này đây chưa có nụ luôn. Thì sắp tới chúng ta chơi hoa đảm bảo về cái mùa hoa sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng đến những cái nụ. Đấy, giá là 200.000 1 kg cái ngọc thạch Bắc rừng là rừng Bắc này nhá. Hàng đẹp ạ. Còn ở đây thì em có cái cũng là ngọc thạch ba màu rừng Bắc, nhưng mà hàng cây nhỏ nhé các bạn. Hàng cây nhỏ này thì em bán với giá là 170.000 1 kg để chia sẻ cho mọi người thôi. Hàng cây nhỏ cây ngắn nhé các bạn nhé. Đấy, như bông này đây đã nở hoa này, chuẩn ba màu luôn này, màu tím rất là đậm luôn. Đấy, cái ngọc thạch Bắc thì nó đẹp, nhìn thân cây nó cũng đẹp hơn cái ngọc thạch Lào, hoa cũng đậm màu hơn nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan kim thoa. Lan kim thoa thì thân ngắn cực là kỳ là đẹp luôn. Loại cây này chúng ta trồng lên đậu, lên chậu rất là đẹp này. Đấy, trồng lên chậu cây đứng cực kỳ là đẹp luôn. Thân vàng óng mà thân to đều. Đấy, mà ngắn ngắn rất là vừa tầm, đẹp. Có giá là 120.000 1 kg nhé các bạn nhé. Lan kim thoa, kim thoa chuẩn bị vào mùa hoa nhé các bạn. Còn đây là hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng em bán hàng giống cho các bạn, giá là 350.000 1 kg ạ. Để các bạn lấy về làm giống, cây sẽ nở hoa vào cuối năm. Đó. Hoàng thảo lông trắng thì mùa này chúng ta lấy về dưỡng những cái mầm này để cuối năm chúng ta chơi hoa sau nhé các bạn nhá. Đấy, 350.000 1 kg ạ. Hàng rất là nhẹ luôn. Các bạn nào có thể lấy từ 2 lạng trở lên. 2 lạng 3 lạng các bạn cũng có thể chơi được một giò sưu tầm rồi, rất là đẹp rồi. Đấy. Còn đây là kiều tím miền Trung này thì em hết hàng rồi này. Có khách lấy đặt hàng hết rồi. Này. Và còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 1 kg nhé các bạn nhá. Đùi gà dẹt thì mới tàn hoa. Đó. Đùi gà dẹt thì mới tàn hoa thôi nên là bây giờ chúng ta lấy về nuôi để sang năm chúng ta chơi hoa nhé các bạn. Đùi gà dẹt hoa màu tím đậm rất là đẹp luôn và rất là sai hoa. Đó, 180.000 1 kg thôi ạ. Còn đây là lan vảy rắn. Vảy rắn em bán với giá là 150.000 1 kg ạ. Đấy, lan vảy rắn, một dòng lan rất đáng để sưu tầm. Đó các bạn ạ. 150.000 1 kg. Chỗ này chắc chỉ còn độ khoảng 3 kg thôi các bạn ạ. Vảy rắn nó rất là nhẹ, các bạn lấy nửa kg thì về trồng thoải mái thôi. Và còn ở bên này đây em có lan thập hoa. Hoàng thảo thập hoa có giá là 150.000 1 kg rồi ạ. Đang chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Nên chúng ta nên mua sớm để tránh tình trạng là những cái nụ nó bị xước, bông nó sẽ xấu và nụ nó bị gãy. Không có mình lại mất cái mùa chơi hoa năm nay. Đấy. Chúng ta nên mua hàng vào thời điểm bây giờ để sắp tới chúng ta chơi hoa luôn nhé các bạn nhé. Đấy, giá rất là rẻ, 150.000 1 kg thôi ạ. Còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì 140.000 1 kg này. Đấy, hoàng lạp thì cũng mới tàn mùa hoa nhé các bạn nhé.
Và còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hàng đẹp nhá các bạn nhá. Lô hàng đẹp đều luôn. Thân dài ngoằng này. Đấy. Hoàng thảo vôi thì bây giờ chúng ta cũng lấy về để nuôi mầm cây con này nhá. Mầm cây con đang lên chi chít này. Đó. Đó. Để sang năm chúng ta tới chơi hoa nhá, 260.000 1 kg ạ. Và còn đây là lô hoàng thảo xoắn cực kỳ là đẹp luôn này, toàn hàng dê thôi các bạn. Hoàng thảo xoắn mà toàn hàng dê thôi này. Đấy. Đó, toàn dê thôi. Đấy. Hoàng thảo xoắn thì có giá là 250.000 1 kg. Đấy, loại hàng này cũng rất là ít hàng chứ không có nhiều nhá các bạn. Hoàng thảo xoắn thì cánh của nó xoắn xoắn và họng tím rất là đẹp luôn ạ, và rất là thơm nhá các bạn nhá. Nói chung là phong lan rừng thì loại nào cũng có mùi hương thơm đặc trưng của nó. Đấy, có những bông cánh rất tím đậm này. Đó. Và còn đây là long tu đá trắng. Long tu đá hoa trắng có giá là 180.000 1 kg nhá các bạn. Bây giờ đang mùa nụ này, mùa hoa này. Đấy, cánh trắng họng vàng. Đó. Thân cũng xanh xanh giống như long tu đá hoa tím nhé các bạn nhé. Đấy. Và còn đây là long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím thì bây giờ đang lên mầm này. Mầm chi chít luôn này. Bây giờ đang là cuối mùa hoa rồi các bạn nhé. Đấy, long tu đá hoa tím thì bây giờ cũng đang là mùa hoa của cây đây. Những cái cánh hoa màu tím mà cực kỳ là bóng nhớ các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Nó gồm có 3 màu luôn. Màu vàng, màu tím và màu trắng. Đó. Rất là đẹp ạ. Long tu đá hoa tím có giá là 200.000 1 kg ạ. Và đây thì là long tu đá hoa tím và long tu đá hoa trắng lẫn lộn, loại hàng cây giống thì có giá là 150.000 1 kg thôi này. Đấy. Đó, vừa rồi là những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em ngày hôm nay có để chia sẻ cho mọi người. Là gồm có những cái mặt hàng như này đây. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho hai số điện thoại ở đầu clip cho chúng em nhé. Còn các đơn hàng mà các bạn có nhắn tin vào Zalo hoặc Facebook thì thực sự là chúng em không check Zalo Facebook được. Nên là những đơn hàng đấy thường sẽ bị bỏ sót và sẽ không được gửi hàng nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhé.